Đây là bên ngoài Key. Ukraine đang kiếm cách để gỡ đi các miền và những cái bẫy của nước Nga đã gài khi rời khỏi ở đây. Đây là một cái nguy hiểm sau khi nước Nga rút quân khỏi chỗ này, gài đủ loại bẫy. Ngày hôm nay chúng tôi đi tới ngay cái làng Enrica, Chán của bên ukraine đang lấy những trúng ống đồ đạc của nước nga bỏ lại khi mà rời khỏi chỗ này là hồi trước là chiến tranh tiến đầu ở đây ngay cái con đường chỗ này hai bên những vũ khí của chiến tranh dục đầy hết ở đây thì chiến đấu rất là dữ dội, nước Nga lúc đó đang cố gắng tấn công tới. đã bị Yukan bắn hư như vậy. Đây là cái trận chiến sau lưng nhà của cái ông này. Ông này sống ở trong cái nhà này đã 34 năm rồi nước nga kêu gia đình của họ nên rời khỏi chỗ này nếu không rời khỏi thì sẽ bị giết chết bà ta nói không có từ ngữ nào để diễn tả cái lòng bà khó chịu về chuyện đó xảy ra đây là cái xeo tờ chỗ này lính của nước nga trốn ở đây mấy tầng rất là lạnh ở dưới này ở đây họ bỏ lại áo lạnh của họ bỏ chạy hiện tại ngay bây giờ chiến tranh đang nằm ở hướng khác từ trên xa lai chụp xuống nhìn thấy lực lượng của nga đang tấn công tới bên Ukraine nằm về hướng đông. Theo của những người sống địa phương ở đây báo cho biết, nước Nga liên tiếp thả bom xuống ở chỗ này. Và cũng nhiều khu ở bên đây thì những người gỡ bom cũng đang đi để mà kiếm cách gỡ những trái bom của bên Nga. Ngày hôm nay là nước Poland và những nước lân cận cũng tới viếng thăm bên Ukraine. Họ tới ngay thành phố Kiev để nói cho biết họ đang đứng chung với bên Ukraine. Hoa Kỳ cũng báo đưa súng ống tới Ukraine, tổng cộng số tiền là 800 triệu Máy bay trực thăng cộng luôn những quả tiễn phá xe tăng. Cộng thêm những súng đạn lớn thêm nữa. Ngày hôm nay, ông Tổng thống bên Ukraine, ông kêu gọi thêm nữa. Ông cần là xe tăng và những cái máy bay. Ông nói cái chuyện giúp đỡ mới này không biết có đủ hay không. Đây là cái trường học thứ hai ở bên kia bị bom thả xuống như vậy. Cái phòng này là hồi trước là nó nhìn như vậy đó. Đây là bà hiệu trưởng trường ở đây. Bà nhìn thấy cái trường học, bà khóc ngay lập tức. Bà nói lính Nga vừa lái xe tăng vừa bắn đùng đùng gì đó. Mấy đứa con nít nhìn thấy hết tất cả. Ngày hôm nay học sinh ở đây được an toàn, nhưng mà những người giáo viên run rẩy cả người. Trong lúc này, những người Ukraine không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.